Phụ nữ cực dâm nằm bộ phận càng nhỏ càng thích của lạ, dễ ngoại tình, có ế cũng không được lấy về. Thân ái kính chào quý vị đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, đong đầy hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thời cổ đại, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Thế nhưng cả đời người phụ nữ chỉ có thể gả cho một người đàn ông duy nhất. Nếu như người phụ nữ nào nảy sinh quan hệ mờ ám với những người khác giới, thì người đó sẽ phải hứng chịu những hình phạt rất nhục nhã và đáng sợ. Tuy nhiên, ngày nay khi nam nữ bình đẳng thì chúng ta dễ dàng bắt gặp rất nhiều con giáp thứ 13 chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác. Xét về mệnh nhân tướng học, những kẻ thứ ba thường có một số nét tướng biểu lộ rất rõ trên khuôn mặt. Nhờ vào đó, chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết được những người đàn bà trăng hoa, lẳng lơ. Các nét tướng này sẽ được tiết lộ trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xã hội hiện đại, nam nữ bình đẳng, hôn nhân cũng có quy định một vợ một chồng. Ấy vậy mà vẫn còn rất nhiều kẻ thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng pháp luật, sẵn sàng trở thành kẻ thứ ba. Vậy tại sao họ lại phải dính lấy những người đã kết hôn? Hãy thử xem dấu hiệu ngoại tình trên khuôn mặt nữ giới là gì? Những người phụ nữ là kẻ thứ ba thường có tướng mạo thế nào để tránh xa nhé? Thứ nhất, người phụ nữ mũi nhỏ. Theo nhân tướng học, mũi là chủ tài vận. Vì thế, phụ nữ nào có mũi nhỏ thường là người sống rất khép nép và dè dặt. Ấy vậy mà khi gặp được những người đàn ông giàu có, họ sẽ sử dụng hết các mánh khóe của mình để được hưởng thụ cuộc sống đầy đủ vật chất. Những người phụ nữ này rất lành nghề trong việc tán tỉnh đàn ông. Trong mắt đàn ông, họ sẽ luôn sắm vai một người có cuộc sống nhọc nhằn, khó khăn. Hơn thế, lại không có nơi nào nương tựa. Trong lòng đàn ông luôn có sẵn tư tưởng bảo vệ kẻ yếu. Vậy nên, nếu gặp phải kẻ thứ ba như thế này, họ chắc chắn sẽ nảy sinh cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần người phụ nữ này có khuôn mặt xinh đẹp, đàn ông sẽ sẵn sàng lấy lầu son gác tía, gia tài bạc triệu để nuôi dưỡng đối phương. Thứ hai, người phụ nữ có cơ thể nhỏ bé. Người con gái có vóc dáng nhỏ bé, thoạt nhìn thường có vẻ đáng thương, dễ dàng gợi lên ham muốn bảo vệ của đàn ông. Mà những người đàn ông vốn đang mệt mỏi vì phải chịu đựng những lời ca thán của vợ, gặp được loại phụ nữ này, cán cân trong lòng lập tức nghiêng lệch. Nếu như kẻ thứ ba dịu dàng một chút, biết làm đúng đúng lúc, đàn ông sẽ dễ dàng đổ gục. Vì vậy, khi xem tướng phụ nữ ngoại tình, cần hết sức lưu ý đến đặc điểm này. Thứ ba, giọng nói nhỏ nhẹ. Cô gái nào có giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, chỉ như tiếng muỗi kêu, cô gái ấy chắc chắn sẽ là một người con gái vừa xinh đẹp, vừa đa tình trong xã hội phong kiến. Ở những gia đình lớn, chỉ có vợ cả mới được phép nói chuyện lớn và ra lệnh cho kẻ khác. Còn như vợ lẽ, họ chỉ có thể quan sát sắc mặt vợ cả mà tìm cách cư xử cho đúng mực. Đến khi nói chuyện cũng chẳng dám hò hè. Có thể nói, rất nhiều phụ nữ đóng vai kẻ thứ ba thường có giọng nói khá nhỏ, bởi vì họ không phải là một người vợ quang minh chính đại. Nên khi cất tiếng, họ cũng chẳng có chút tự tin. Bên cạnh đó, những người này thường tạo được cảm giác muốn bảo vệ của nam giới. Họ luôn nhẹ nhàng và biết cách để làm hài lòng đối phương. Vì thế, các đấng nam nhân khó lòng mà thoát khỏi cửa ải mỹ nhân, dù đã yên bề gia thất. Thứ tư, người có tướng mắt nhỏ. Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn đôi mắt cũng có thể nói lên được nhiều điều về bản chất của một người. Từ đặc điểm của đôi mắt sẽ luận ý nghĩa. Từ đó,
có thể nhận định được một phần nhân cách của một người về phương diện tra vận mệnh. Xem tướng qua đôi mắt sẽ tra được vận từ 35 đến 40 tuổi là chính xác nhất. Những người phụ nữ mắt nhỏ thường có lòng dạ thâm sâu. Khi cô ta đã nhắm được người đàn ông nào, nhất định phải chiếm đoạt người đó mới thôi. Họ sẽ tìm cách tạo ra nhiều cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên, sau đó tìm lúc hợp lý để xin số điện thoại. Dần dần bày mưu tính kế, hấp dẫn đối phương bằng hình tượng dịu dàng, tào nhã, tinh ý. Đàn ông gặp phải người phụ nữ thế này thường không chống lại nổi sự quyến rũ. Ngoại tình là chuyện sớm muộn. Thứ 5. Người sở hữu miệng nhỏ. Người phụ nữ có khuôn miệng nhỏ nhắn thường thuộc về loại hình lạnh lùng, khó gần. Sự bí ẩn toát ra từ phong thái của họ rất dễ khiến đàn ông say đắm. Dù sao, tò mò cũng là bản tính của mỗi con người. Thăm dò sự bí ẩn ấy sẽ khiến đàn ông cảm thấy tràn đầy hứng thú. Chỉ cần người phụ nữ như thế này liếc mắt nhìn, các đấng mày râu nhất định không tiếc gì mà dùng tiền cung phụng. Xem tướng phụ nữ ngoại tình, những cô nàng miệng nhỏ có lòng dạ khó đoán, tình cảm cũng không chắc chắn, dễ thay đổi. Nếu kết hôn, họ sẽ khó có hạnh phúc, mà nếu làm kẻ thứ ba, họ lại chiếm tỷ lệ vô cùng cao. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa thường nói rằng đừng nghĩ có thể sống vui vẻ với những gì mà mình giành giật được. Có chăng chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh, đồng thời vuốt ve cái tôi quá lớn mà thôi. Bởi vì những người quá ích kỷ, thích giành giật, thường giết chết chính tương lai của mình. Bên cạnh những người phụ nữ lẳng lơ, ai cũng muốn tránh xa, thì chắc hẳn rằng các chị em phụ nữ cũng không muốn mình vướng phải duyên hồng với các chàng trai đa tình, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu họ có những nét tướng sau đây thì chắc chắn rằng rất có duyên với người khác phái, khó lòng mà an phận thủ thường. Và đó cũng chính là nội dung của phần tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tướng mặt đàn ông rất có duyên với người khác phái. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con người cũng có thể gọi là nhân tướng. Đặc biệt, tướng mặt đàn ông nếu có một trong những điểm sau đây thì có thể nói chàng rất có duyên với người khác phái. Thứ nhất, đàn ông có đôi môi mỏng. Trong tướng mặt đàn ông, những anh chàng có miệng nhỏ với đôi môi khá mỏng rất có tài ăn nói. Chàng luôn có thể nói những lời có cánh, làm đẹp lòng phụ nữ và thậm chí còn biết làm sao để nàng rung động. Ngoài ra, đây cũng là kiểu đàn ông ấm áp và gần gũi, khéo yêu chiều phái đẹp nên có thể khiến bất cứ cô gái nào quyến luyến không rời. Một điều đặc biệt nữa là anh chàng này tuy đào hoa nhưng đa số lại được nhiều phụ nữ lớn tuổi yêu thích, sẵn sàng cung phụng ngược lại cho chàng một cuộc sống xa hoa. Thứ hai, đàn ông có tóc xoăn tự nhiên. Trong nhân tướng học, đàn ông có mái tóc xoăn bẩm sinh và sợi tóc hơi thô cứng thường là người có cá tính độc tài và nóng nảy, luôn luôn muốn đứng ở vị trí cao hơn người khác. Tuy vậy, đây cũng lại là kiểu người mà không ít những cô gái mỏng manh thích được bao bọc để mắt đến. Đàn ông có mái tóc này luôn khiến phụ nữ cảm thấy chàng là bến cảng bình yên, có thể che mưa chắn gió cho họ cả đời. Một điểm đáng chú ý ở mẫu đàn ông này là chàng rất có khí khái nam tử Hán, không những biết yêu chiều người phụ nữ của mình mà còn sẵn lòng giang tay lo lắng cho những người khác. Thứ ba, đàn ông có thiên đình không mở rộng. Thiên đình là phần giữa trán không mở rộng, tức là người có phần trán hẹp và có khuynh hướng hơi lõm xuống độ cao của trán. Nếu tính từ phía trên hai hàng lông mày cho đến đường ranh giới với mái tóc khá nhỏ, tướng mặt đàn ông với đặc điểm này cho thấy chàng là người có kiến thức hạn hẹp. Nhưng một điều đặc biệt là bất cứ nơi nào có người khác phái thì chàng lại là người rất biết cách thể hiện bản thân. Bất luận những điều biểu hiện đó chỉ là ngụy trang thì cũng đủ tinh tế để thu hút phái đẹp.
Đây là kiểu đàn ông rất thích tỏ ra hơn người, cho dù thực lực của chàng không bằng ai. Nhưng những chiêu trò lại được nhiều phụ nữ yêu thích. Chàng rất khéo lấy lòng người đẹp và cũng nhanh chóng nắm bắt được tâm tư đối phương. Cuộc đời chàng có thể không mấy thành công, nhưng vận đào hoa lại cực kỳ thịnh vượng. Chỉ có điều, lớp vỏ bề ngoài luôn khiến chàng gặp đào hoa xấu mà ít khi gặp được chân tình. Thứ tư, đàn ông có lông mày thanh tú, đôi mắt nhỏ và dài. Đàn ông có lông mày mảnh mai, thanh tú thường đem đến cho người đối diện một cảm giác thư sinh nho nhã và đứng đắn. Rất nhiều phụ nữ luôn mơ về một bạch mã hoàng tử lịch lãm như thế. Nếu thêm đôi mắt nhỏ và dài thì càng khẳng định chàng bẩm sinh rất được phái đẹp yêu mến. Chàng là kiểu người rất giỏi đọc tâm tư phụ nữ và khiến bất cứ cô gái nào cũng đều cảm thấy chàng là mẫu đàn ông cực kỳ trung tình. Thông thường, chỉ cần là đối tượng chàng nhắm đến thì chỉ cần một thời gian ngắn, chàng đã có thể chiếm được tình cảm người ấy và thậm chí còn kiểm soát được nàng theo ý mình. Trước mặt người khác phái, đây là kiểu đàn ông rất lịch thiệp và chuẩn mực. Điều này khiến đối phương không hề có chút đề phòng nào và cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay chàng. Thứ năm, đàn ông có cằm nhọn. Phụ nữ hiện đại đổ xô đi gọt cằm vi lai vì cho rằng đó là tiêu chí của sắc đẹp. Cũng chính vì thế mà tướng mặt đàn ông này cũng khiến các cô gái bị thu hút. Tuy nhiên, anh chàng này vốn thích hưởng thụ, sợ vất vả. Chàng có thể ở bên bạn cả ngày nhưng sẽ không chủ động làm bất cứ điều gì vì người phụ nữ của mình. Có thể nói, đây là kiểu đàn ông chỉ yêu bản thân, thích cuộc sống sung sướng. Cho nên chàng rất có nhân duyên với những người khác phái, nhưng chủ yếu là để được cung phụng mà thôi. Thứ sáu, đàn ông có mắt to hai mí hoặc ánh mắt long lanh. Đây là kiểu đàn ông có tính tình thẳng thắn, dám yêu, dám hận và khá cố chấp trong chuyện tình cảm. Một khi chàng đã nhắm đến cô gái nào thì sẽ bất chấp thủ đoạn để có được đối phương. Thông thường những người phụ nữ đến với chàng rất nhiều nhưng không ở lại lâu bởi chàng rất phong lưu và cả thèm chóng chán. Ngoài đặc điểm trên, nếu đàn ông có đôi mắt long lanh như ngấn lệ, lại là người có tình cảm phong phú và đa tình, ánh mắt như biết cười của chàng sẽ làm siêu lòng không ít cô gái. Vì vậy, bẩm sinh đào hoa của anh chàng này rất thịnh vượng. Thứ bảy, đàn ông có chóp mũi sệ. Mũi đại diện cho lòng chiếm hữu và khả năng kiểm soát phái đẹp ở một người đàn ông. Nếu chàng có chóp mũi, cơ thịt đầy đặn nhưng lại bị sệ xuống, cho thấy ham muốn thể xác của chàng rất mạnh. Ngoài ra, chàng sống không thể thiếu phụ nữ để thỏa mãn cái tôi cao và dục vọng của mình. Nhiều người thường nói đàn ông mà chóp mũi đầy đặn thì tài vận tốt, nhưng nếu bị sệ xuống thì lòng tham của chàng rất nặng, khá háo sắc và ham chơi. Tuy biết cách chiếm lòng phái đẹp nhưng khó có được hạnh phúc thực sự. Quý vị và các bạn thân mến, thông qua các nét tướng về người phụ nữ tiểu tam và các đấng nam nhi đào hoa tốt số, mong rằng bạn cũng có thể hiểu rõ hơn về bản chất, tính cách của họ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Hãy cứ tìm hiểu thật kỹ để có cho mình những lựa chọn tốt nhất nhé. Chúc quý vị khán giả luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.